toàn thể quần viên này họ đã đến tham dự lễ cưới của chú rể Lương Tiệp và cô dâu Anh Đào ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cháu xin được phép tự giới thiệu bản thân. Cháu là Hoàng Tuấn Minh, cũng là cháu của dì Đào. Và để thay mặt cho những người tổ chức chương trình, cháu xin được gửi tới các vị quan khách cùng toàn thể quần viên này họ lời chúc sức khỏe. Đố ai vui nhất hôm nay? Đố ai vất vả là ngày hôm qua? Đố ai mặt đỏ như hoa? Đố ai lại cứ nấn na đến gần? Đố ai cứ tần ngần? Mà đố ai thì lại cứ thì thầm nhỏ to? Cả hồi hôn của nó ra được đó là ai không ạ? Vâng, đúng rồi, đó chính là cô dâu chú rể ngày hôm nay. Cô dâu vui nhất hôm nay, chú rể vất vả là ngày hôm qua. Cô dâu mặt đỏ như hoa, chú rể lại cứ nấn na đến gần. Cô dâu cứ tần ngần, mà chú rể thì lại cứ thì thầm nhỏ to. Vừa nãy cháu còn được nghe chú rể thì thầm với cô dâu như thế này cơ. Em ơi, yêu nhau chẳng quản giàu nghèo, trăm sông cũng vượt, ngàn đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng quản gần xa, cầu không tay vịn nhưng mà vẫn sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, đá vàng cũng quyết, phóng ba cũng liều. Vâng, hôn nhân là điểm khởi hành chứ không phải là đích đến. Điều này thì người lớn phải nói nhiều thì người trẻ mới có thể hiểu. Và chắc chắn rằng thì tương lai sẽ còn có những chông gai, những cản trở. Nhưng cháu mong rằng với niềm tin của hai gia đình trao cho chú và dì, mong hai người sẽ sớm vượt qua được những chông gai, những cản trở ấy. Và đặc biệt là sớm sinh quý tử, con đàn cháu đấng cho vui cửa vui nhà. Giàu nghèo đâu có quản chi, cháu chúc chú dì hạnh phúc trăm năm. Và các vị quan khách của chúng ta có thể đổ một tràng pháo tay thật lớn để thay cho những tràng pháo rộn rã để chúc mừng cô dâu chú rể ngày hôm nay. Vâng, vừa qua là đôi lời cháu muốn nói để gửi đến cô dâu chú rể ngày hôm nay. Còn bây giờ cháu xin được nhường lại sân khấu cho ban tổ chức để chương trình được tiếp tục. Cháu xin cảm ơn ạ.